Rồi, hắn đi xuống luôn hả con? Vậy là chỉ có đôi dép của tôi đi ké thuyền thôi hả? Tụi con thích ở trên cây hả? Làm khỉ không? Đâu? Ui da, tôi lên cây ở luôn nha. Con chó nó đang đi bắt chim chép hay gì á? Hay bắt còng đây ta? Đó, những cái cây này mà thọc mấy cái đồ cây sắt vô, phủi 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 rồi chết cây à. Ngày nào người ta cũng phủi chặt 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 vô gốc cây. Những cái cây này không chỉ là nhà của côn trùng mà là của chim, của thú sống trên cây, trong đó có cả em. Em sẽ ngồi đây nghỉ đó, dựa lưng vô thân cây. Cân bằng nhịp tim. Đó. Nên chúng ta phải học được cách yêu quý những cái cây. Nếu quý vị không không thương cây cối thì cũng là không thương con em của mình, không thương tất cả các loài vật. Nhiều người lên mạng mình nói là giàu có, nhưng mà cái sự giàu sang ấy chỉ là vật chất. Quý vị không có thiên nhiên. Quý vị đã đánh đổi thiên nhiên để đổi lại sự giàu sang đó. Nên quý vị dù có giàu cách mấy cũng không có niềm vui. Sự giống nhau giữa người giàu và người nghèo chính là khi người ta có tất cả hay mất tất cả, người ta đều cảm thấy rất là buồn. Nên phải có thiên nhiên và động vật thì chúng ta mới thấy vui được. Dạ, có thiên nhiên động vật thì mới giúp cho chúng ta cảm thấy vui và yêu đời được. Nếu không thì sẽ buồn lắm. Những quốc gia công nghệ là những quốc gia có số người tự tử nhiều nhất. Già quá mà. Cuộc sống vất vả, chật vật, bon chen quá nên khổ. Và thế là không thiết tha cuộc sống nữa. Hello, hello.